lại là xe cẩu đang bắt đầu di chuyển vào trong phần mộ của cậu Năm Vũ Linh và chuẩn bị dỡ cái rạp của cậu. Đây, bên đây là rạp của cậu nè, xe cẩu bây giờ nó chuẩn bị di chuyển qua cái đường này. Chuẩn bị đi vô đây dỡ cái rạp của cậu. Bây giờ để cho xe cẩu ồn quá, đang chuẩn bị máy móc quá anh. Bây giờ thì qua đây đi. Đổ xăng vô cậu. Qua đây cập nhật tại vì có thể đây là cái video cuối cùng rồi. Cuối cùng mà khi còn cái rạp rồi. Thì chú anh chị có thể xem. Đây, ở trong đây đang chuẩn bị đồ cúng để dỡ rạp nè cô chú anh chị ơi. Trời ơi, hôm nay ngày dỡ rạp cũng quá trời luôn nha trời. Sao kìa, cái anh cậu nói vô dỡ kìa. Dạ anh cậu anh nói dỡ rồi, ở đây nó không dỡ. Bây giờ không biết nghe là ai hết cô chú anh chị ơi. Bây giờ ở bên ngoài thì bắt đầu bánh quá nhiều rồi cô chú anh chị ơi. Cũng một mâm đầy cỏ. Cái này là của chị Hồng Ngọc, mày nói cảm ơn chị Hồng Ngọc giùm Hương Trần đi. Tâm sĩ phố xin cảm ơn chị Hồng Ngọc cũng như là đã khán cúng, giả yêu đã... mến cậu Năm trong thời gian qua đã cúng rất là nhiều của ngon vật lạ cho cậu trên mộ. Thì tâm sĩ phố cũng chúc cho tất cả cô chú có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, làm ăn nhiều tiền để có thể cúng cho nhiều người hơn đó, giống như làm nhiều việc tốt cho đời, làm nhiều việc thiện. Dạ em đúng. Cũng vậy nha chị Hồng Ngọc, em Hương Trần cũng chúc chị là dồi dào sức khỏe nè. Có sức khỏe là có tất cả, đúng chị rồi. Có tiền không có bạn mà chị Hồng Ngọc mà có cái tâm tốt từ thiện rồi giúp thương cậu, là tâm sì phố cũng có cái tâm từ thiện, khi mà gặp những người bán vé số này kia tâm thì cũng hay mua ủng hộ, là cầu mong là sẽ được trúng số. Thì cũng cầu mong là cậu Hiển Linh phù hộ cho chị. Thì từ lúc mà cậu mất tới giờ là chị tặng cho cậu rất là nhiều luôn, tranh ảnh rồi di ảnh rồi đồ ăn rồi, nói chung là nhiều lắm. Tụi em ở đây ai cũng biết ơn chị hết. Thì hôm nay chị cúng cái mâm này để dỡ rạp thì tụi em cũng biết ơn chị, tại vì qua 100 ngày thế nào cũng phải dỡ rạp thôi. Thì hôm nay chị cúng trước là điều hiển nhiên rồi. Một lần nữa Hưng Trần xin cảm ơn chị Hồng Ngọc rất là nhiều luôn. Phó nữa. Rồi bây giờ hôm nay thì thật tình nói chị cúng bánh, chị biết cậu thích bánh, thì trong đó là có bánh Tây, bánh Pháp. Mấy cái bánh này là bánh ta. Không, trái nguồn gốc anh người làm không? Bánh. Tao để tao nói trái nguồn gốc á, mấy cái bánh này là từ Pháp nhập vô. Sai, hiểu không? Sai nói vậy sai. Người Việt mình không có bánh này, người Việt mình chỉ có bánh mì thôi. Cái bột là bên Pháp, còn cái người là người Việt làm, và cái bánh này cũng được sản xuất tại Việt Nam. Đúng. Bên Việt Nam đem về. Đúng rồi con. Trời ơi, mày nói hay mày. Con nói rồi, bánh này ở đâu con? Pháp là người ta mua rồi người ta đem về. À, ở Pháp người ta mua mà người ta đem về. Nhập khẩu về Việt Nam. À, vậy là bánh của Pháp luôn hay Việt Nam con? Bánh của Pháp mà có thể là có mấy cái bánh ở Việt Nam. Đó, thấy chưa? Bánh của Pháp nhưng mà về Việt Nam là bánh của Việt Nam. Có khi là bánh của Việt Nam. Quá tuyệt vời. Con đi với ai vậy? Con đi với mẹ con. Rồi mẹ con đâu? Nè, ước mơ làm công an có công an cho. Ước mơ làm công an hả? Trời ơi hay quá vậy. Vậy là ước mơ làm công an. Con cầu xin ông đi anh... Ông cho con là học giỏi mốt làm công an. Hết cho để rất luôn là quay bông. Cái để cái ghế đi. Thôi cầu rồi vậy tốt. Thì ở trong đây có rất là nhiều bánh nè cô chú. Bánh quá trời không còn chỗ để nữa luôn rồi. Thôi bây giờ kể lại cái nguồn gốc bánh cho mày nghe nha. Để mình thôi là để nó không chừng không biết. Bánh á, thường thường á là nó du nhập từ Pháp, hiểu không? Những cái thợ tay nghề đồ làm bánh đồ á là Pháp truyền nghề. Thì người sản xuất là du nhập vô con rồi, người sản xuất bây giờ là ở Việt Nam thuần hóa hết. Thì giống như là cái bánh. Ê, cậu qua, cậu qua. Ơi cậu qua, cô chú chị ơi. Nhà xe cậu qua. Chuẩn bị vô rồi. Rồi cậu đạp rồi cô chú anh chị ơi. Đạp cậu luôn. Trời ơi. Rồi chuẩn bị vô. Rồi chính đường để cho xe vô đi. Giờ vô trong quay cập nhật đi đi. Ôi ôi cậu vô. Để người ta dời xe nữa thôi. Cái bánh thì cho xong đi chứ xe làm gì chạy dữ hả? Thì anh sợ xe cẩu vô cái em cúng không được nữa. Ôi, anh chặn xe cẩu lại. Có cái anh đáp này đem đồ lại mà anh cũng thắp nhang thấy không? Wow. Giải thiệu. Đặc sản Bắc Ninh. Có lì xì. Ủa sao mình không có?
Cảm ơn cô rất nhiều luôn. Cô nói tỷ, cô nói tỷ, cô nói tỷ mày. Tí có, tí có tất cả. Đừng có giành giật, em có em không? Từ từ. Cô mới nói tỷ, tỷ cái này lì xì hết. Quá tuyệt vời. Cảm ơn cô trước đi. Cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Lên mạng là thấy mặt đúng không? Dạ. Thì thật sự nói là hôm nay có một cái cô đến lì xì cho anh em YouTube. Anh em YouTube rất là vui tại vì biết là hôm nay là tôi gần nhà của cậu Nam Vũ Linh. Dạ, cô ở Gò Vấp gần. Gần nhà cậu Nam Vũ Linh. À, gần nhà. Rồi vậy là cô bên là Phú Nhuận luôn hay là bên Gò Vấp? Không, nhà cũ. Rồi vậy nhưng mà giáp danh. Rồi qua nhà cậu Nam Vũ Linh có 5 phút thôi. À đúng rồi, giáp danh. Gần ngay chỗ công viên làng qua công viên Gò Vấp á đó. Rồi thôi để cô cúng đi rồi xong anh đó rồi cô sẽ chia sẻ thêm. Đây là cũng như là hàng xóm luôn, gần nhà hàng xóm luôn đó chứ không phải giận. Hôm nay cô mặc bộ đồ rất là đẹp cô chú anh chị ơi, một cái lá theo cái hình của nghệ sĩ luôn á, quá đẹp. Đây chú hả cô? Rồi chú với cô là thắp nhang. Dạ, ông chung luôn mà. Cô muốn kem rau xào cũng được đó. Không, có 3 cây ạ. 3 cây thôi, 3 cây, chú 3 cây, cô 3 cây. Đốt 6 cây mà. Dạ. Dạ. Bây giờ cô vô thắp nhang rồi, cô chú chị ơi. Em quay vòng vòng ở phía ngoài. Đây, 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 đây. Ê, nè, nó đây, cũng đây, cúng nè. Vô luôn anh ơi. Nè, cúng cái này nè. Mày biết cái cúng này gì không? Cúng thổ thần, cúng đất đai. Cũng cúng bánh luôn nè. Bánh này ngon ghê chứ, thấy là biết ngon rồi. Bánh này mắc tiền lắm. Bánh này ngon nè. Bánh này 5 cái 20 anh. Bánh này ăn ngon. Không có đâu ông nội. Thiệt. Một cái bánh là 10 lên đây em ăn mà. Ủa sao rẻ như vậy? Bịch 5 cái 20. Rồi chúng cho cậu toàn đồ ngon, mày nói 5 cái 20 là không, cái có thể là cái nguồn gốc của nó khác thì giá thành nó sẽ khác. Còn cái em cũng ăn cái bánh giống vậy mà người Việt Nam làm cái tiệm Việt Nam luôn. Còn cậu ăn là bánh của Pháp. À, vậy chắc vậy bánh em 20, chắc bánh cậu 200. Đó. À, giới thiệu với mọi người đây là bánh Pháp, một cái là 200. Đó. Cũng 5 cái 200. 5 cái 200 lộn. Ở trong đang nhan giá bởi vậy hơn chừng không có vô trong nói chuyện trò chuyện được. Nãy á, cái anh cậu á, anh định vô cậu nè, cái em nói anh ơi ở trong đang cúng. Để cho mọi người cúng cái đi rồi. Em chặn anh lại, đúng cậu rồi. Sao? Em chặn anh lại, em nói ảnh đợi xíu. Thôi mày quay phải biết hậu trường mày quay. Viên vô nè, anh cũng coi quan sát để anh hồi dở. Chứ anh thấy cúng anh cũng đâu có làm đâu, thấy không? Ờ cái chú này đội tới hai nón. Rất lớn. Mọi người ơi, bắt đầu rồi giờ. Em đâu rồi? Một mấy vuông bây giờ tới hai thằng em ăn trộm nè, mày làm sao mà làm? Ghét mày thấy không? Tao ghét, tao giục đâu phía kia đúng rồi. Không mà bánh này thật sự mà nói quá ngon cô chú anh chị ơi. Bánh này thơm ngon, bánh của làm từ Pháp. Ngon, bánh của Pháp là luôn á, mua mấy bánh này mắc tiền lắm cô chú anh chị. Thơm ngon, mời bạn ăn nha. À, này của là của chị Hồng Ngọc nha cô chú anh chị. Của chị Hồng Ngọc ở bên Mỹ hả? Bên Mỹ. Bên Pháp. Bên Pháp hay Mỹ anh? Chị Hồng Ngọc bên Việt Nam. Chị Hồng Ngọc bên Việt Nam nhưng mà lúc trước là chị đi Pháp chị về. Bánh này là bánh của Pháp. Của Pháp. Gỡ về Việt Nam luôn. Rồi cái khâu này là khâu quan trọng nhất nè. Cúng đi gỡ dạp lắm anh. Cúng gỡ dạp. Giờ cái khâu này không quan trọng lắm nè, bây giờ mày đi theo cô đi, cô nãy cô hứa gì mày nhớ không? Thầy trái nắng. Cảm ơn tấm lưng. Chụp cho, được không? Chụp cho chú đi. Để chụp cho chú đi. Để cô chụp đây anh. Đăng ký kênh Hương Trần Vlog. Lóc chia sẻ để chúng ta thấy rằng là cái gì chúng ta phải cảm ơn.